Hello quý vị và các bạn thân mến, trưa ngày chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023, hồi nãy có rất là nhiều cô chú anh chị trong cái buổi live stream có kêu Tony Lê là đi mua vé số đi, bây giờ cái giá động đất nó 1 tỷ đô la rồi. Hôm nay Tony Lê sẽ dành 100 đô la để vào bên trong này mua vé số, và nếu chúng đôi xin me được chúng cái giải gì cũng được, giải nhiều giải ít giải giải động đất gì cũng được, thì Tony Lê sẽ bật mí với quý vị sẽ lấy cái số tiền đó làm gì. Mời quý vị theo dõi cái video đến cuối để quý vị biết là cái mục tiêu, cái mục đích mà Tony Lê trúng số sẽ làm gì, cái số tiền mình trúng số nha quý vị nha. Và một lần nữa, đây là một cái video mang tính chất chia sẻ, xem cho vui, xem để giải trí, đừng quăng gạch quăng đá, tội nghiệp Tony Lê nha. Alo, alo, mình đây, người đâu? Đây, ba cha con đang đi vào chợ SCB để mua 100 đô la vé số. Để làm gì? Hồi nãy nghe khán giả nói là bây giờ nó lên một tỷ mấy rồi. Vô mua để hy vọng chúng, để làm gì? Không phải để làm giàu, không phải để cho mình, mà hy vọng chúng để giúp đỡ bà con nghèo khó khăn ở Việt Nam, quê nhà của chúng ta quý vị nha. Trời ơi, đây trước cửa HB đó, nó trưng những cái vàng bông đẹp quá quý vị. Nhìn nè, 8 đồng 97 sen một chậu bông nè. Nhiều hơn. Quá đẹp đúng không má? Ha, đẹp quá ha. Đây, đây nè ha, quý vị thấy không? Cái khí hậu ở tiểu bang Texas này rất là ấm áp, giống như ở Sài Gòn đó quý vị. Cho nên ở đây cây ăn trái rồi bông hoa rau cải gì á, người ta trồng rất là nhiều quý vị, quanh năm suốt tháng luôn. Tại vì ở đây không bao giờ lạnh lẽo hay là có tuyết tung gì hết. À, đẹp quá ha, bông này bông gì mà cái màu nó đẹp quá. À, quá đã đó nè. Cái gì nè. Không, ấm áp, nắng ấm chan hòa. À, ngày nào cũng giống như ngày đó. Giờ mình sẽ cầm 100 đô la đi vào bên trong đó. À, để mà mình mua 100 đồng vé số, hy vọng là cầu may mắn cho bà con nè mát. Má cầm cái bóp của Daddy, rút ra 5 tờ giấy 20 đô la right here. Móc ra. Bánh bự ra, móc ra. Nè, riêu cầm riêu. Thôi được rồi, để thì cầm cho nè, riêu cầm đi. Chú. Chú. Rồi. Ship cái bóp của Daddy lại. We got $50. Okay. So we got, rồi đếm lại coi. 20, 40, 60, 80, 100. Ok, ok, now we go inside and buy $100. Yeah. Whatever it is. Hy vọng là nó trúng. Ôi ôi, quá đã nè. 3 đồng 97 cent một chậu bông nè quý vị. Có chừng rớt, có chừng bay. Đây nè. Này sao giống bông cúc ở bên nước Việt Nam vậy, phải không vậy? Hình như là cái này là bông cúc nè má ơi. Bông cúc ở nước Việt Nam thì hình như nghe nói mùa Tết nó mới nở thì sao đúng không? Còn ở Mỹ thì sao mà tháng này mình cũng có bông cúc nữa nè. Right here. Quá đã luôn quý vị. Đây nè. Chuẩn bị tới cái gì á? Tới cái lễ Halloween rồi nè, riêng. Quá đã. Trời ơi, cái pumpkin thì sao cơ? Sao mà cái da nó ngộ vậy? Cái pumpkin này cái da nó kỳ vậy? Da nó sần sùi ghê vậy ha. Yeah. Đúng rồi, cái này nó giống như cái cà này, cái da nó giống như cái cà, còn cái này cái da nó giống như trái tỏi, củ tỏi á, củ tỏi á. Quay, let's see nè. Blue Delight Pumpkin, ok, cái tên nó là Blue Delight Pumpkin, $6.98. Còn cái này là cái gì đây? HEB Texas Cinderella pumpkin. Oh wow. Small. À ha. Mỗi một cái là nó có cái tên khác nhau hay. Rồi cái này là gì đây? White pumpkin. All right. Này là cái gì đây? Cái này cái gì vậy? Giant pumpkin right here. Rồi, tránh ra coi, từ từ coi.
Rồi bắt đầu mình đi tìm hiểu những cái tên nữa. Đâu cái tên này tên gì đây? Mát dựng lên, con mát ra kia nó rớt rồi, dựng lên đặng đọc coi. Dựng lên. Yeah. Đọc lớn lên coi tên gì. Pumpkin. Rồi cái kia, cái kia. Root American Tondo. Dạ. Con này là cái gì đây? Where? Ồ đó, nè, cái này bự quá nè, cái này tên gì vậy? Cái đó tên gì vậy? Root polar bear. Ok, alright. Right here. What? 29, 98. Ok, còn cái này là baby pumpkin nè. Orange nè, nó giống như trái cam á, biết không? Đó, còn bên này là gì? Jack O'Lantern pumpkin gì đó, right here. Đó, yeah. Còn cái này? À, yeah. Có nhiều loại quá ha. Mỗi đứa cầm trái coi, đừng quay phim ơi. Cầm trái với cầm tiền cho hên coi, đừng vô mua vé số cho trúng coi. Đây nha, cầm coi. Nè. À, đưa tiền lên cho chúng rồi đặng vô mua vé số cho chúng, đặng về giúp bà con hàng xóm láng giềng ở nước Việt Nam coi. Bà con cô chú bác khó khăn đang đợi chờ chúng ta. Chúng được bao nhiêu chúng? Hy vọng chúng nhiều nhiều để giúp đỡ được nhiều người. Quá đã đúng không? À cái này hot pumpkin nè. Bự quá cho bự luôn. Bự ghê bự luôn. Quá đã luôn nè. Hồi nãy có bị dính tay không vậy? Đây nè, watermelon, watermelon nè. Kế bên pumpkin thì nó có dưa hấu nè quý vị. Ủa là super size nè, bự nè ha. Súp nè, cái này là medium size nè, thấy chưa? Bà con cô chú bác hưởng thụ cuộc đời đòi hỏi gì nữa. Tháng 10 rồi, những tiểu băng lạnh giờ đang lạnh giá rồi, mặc 3-4 cái áo gì đó. Ở đây người ta mang dép không đủ gì đâu nè, mang dép nè. Ba cha con Tony Lê cũng mang dép nè. Đó, quần xà lỏng nè. Đó, thấy chưa? Ai cũng quần xà lỏng mang dép luôn nè, thấy chưa? Vậy thôi, ngày 24 tiếng đồng hồ mang dép không đòi hỏi nó. Ai cũng mang dép chứ khoảng mình Tony Lê mang dép đó, thấy chưa? Đòi hỏi gì nữa. Sống lạnh lẽo băng giá có tiền cũng đâu có làm gì được đâu quý vị, đúng không? Sống mà khí hậu ấm áp chăn hòa như thế này nè, cho dù tiền có chút xíu nhưng mà chúng ta cũng hưởng thụ được cuộc đời, đúng không? Thôi bây giờ chuẩn bị vô mua vé số chưa? Yeah. Alright, real, you ready? Get the winner ticket, ok? Alright. 960 triệu. À, từ đây đến ngày mai nó sổ là lên 1 tỷ mấy quý vị ơi. Powerball 960 triệu. Nè quý vị ơi, mới vừa mua xong đây $100. Bây giờ Tony Lê sẽ quay lại từng vé số một để quý vị tự dò dùm Tony Lê luôn. Để thôi mất công quý vị nói là Tony Lê trúng số rồi trốn mất tiêu. À, âm thầm lặng lẽ xài tiền đúng không? Đây, bây giờ nè, nhìn kỹ nha, ngày giờ nè quý vị thấy không? Chủ nhật ngày 1 tháng 10, thấy không? Năm 2023, 12:12:13, ok? Chợ SGB đây, từng số 1 nha quý vị. Chụp màn hình lại đây, cái tờ này là $20, rõ ràng chưa? Rồi một tờ, mình qua tờ thứ hai. À, cũng ngày giờ chủ nhật, ok, đây $20, ok. Rồi là hai tờ là 40 rồi đúng không? Đây hai tờ là 40 rồi ha, mình để qua bên ha, mình gấp lại ha. Đó rồi ha, rõ ràng chưa. Ở đây cầm đi tới tờ thứ ba. À, là cũng chủ nhật 12:12:27. Đó, tờ này là $10 ha. Đây kéo nó xuống đây. $10 ha, mình gặp chung với hai cái tờ hồi nãy ha. Là nãy giờ nhiêu rồi? 20 với 10 là 50 rồi ha. Rồi, tờ này là nhiêu? $6. À, lý do tại sao cái tờ này $6. À, tại vì á, đây là những cái con số mà Tony Lê thích, Tony Lê lựa chọn đó quý vị. 12:10:37 chủ nhật ngày 1 tháng 10 ha, là $56 rồi ha.
Rồi tờ này 2 đô la là 58 đồng. Tờ này 2 đô la là 60 đồng ha. Rồi. Giờ mình đi tới cái tờ này 20 đô la là 80 đồng ha. Đây. 12 giờ 12 phút 20 giây. Ngày 1 tháng 10. Ok, rồi 80 đồng rồi đúng không? Right here. Rồi, còn lại tờ 20 đồng cuối cùng là chẳng 100 đô la quý vị ha. Đó. Nói có sách, mét phải có bằng chứng. Người Việt Nam nói là làm đó quý vị. Đặc biệt là Tony Lê nó người thật việc thật quý vị nha. Nói là làm. Hy vọng 100 đô la này sẽ may mắn cho hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn bà con ở quê nhà. Bất cứ chúng cái giải gì doesn't matter. Nhiều tiền là tất cả số tiền chúng được sẽ giúp đỡ bà con nghèo khó ở quê nhà. Đó là cái mục đích mà Tony Lê bỏ ra 100 đô la để mua 100 đồng Powerball ngày hôm nay. Đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu thấy video hữu ích, chia sẻ và cùng nhau cầu nguyện quý vị nha. 100 đô la thì mình có thể giúp được 1-2 hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Nhưng nếu 100 đô la này mà nó biến thành cả triệu đô la thì quý vị suy nghĩ coi, hàng trăm ngàn bà con sẽ được giúp đỡ ở quê nhà. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu thấy video hữu ích, please bấm like, bấm nút chia sẻ để Tony Lê có nhiều động lực là tinh thần làm ra những cái video mới nữa để chia sẻ đến với everybody nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day. Thank you.